Kinh tế Tô Ngoại trưởng Nga vừa kêu gọi phương Tây và Kiev từ bỏ kế hoạch để Ukraine trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Trong bài trả lời truyền thông Nga ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, lệnh cấm sử dụng tiếng Nga tại Ukraine và ý tưởng đưa Kiev gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận được và phải bị hủy bỏ. Vấn đề là quyền của người dân nói tiếng Nga ở Ukraine đã bị đàn áp. Luật cấm giáo dục bằng tiếng Nga và các phương tiện truyền thông có trụ sở tại Nga hoạt động tại Ukraine và phương tiện truyền thông Ukraine phát sóng bằng tiếng Nga đã được thông qua. Văn hóa Nga đã bị cấm, Ngoại trưởng Lavrov cho hay, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng với thực tế này cùng với ý tưởng mà Kiev và phương Tây tuyên bố là sẽ đưa Ukraine trở thành thành viên NATO là điều không thể chấp nhận được. Trước đó, hãng tin TASS hôm 19 tháng 10 đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Zinoan Barod nói rằng Paris đang thảo luận với các đồng minh NATO về khả năng mời Ukraine gia nhập khối ngay lập tức. Về lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi không loại trừ khả năng này và đang thảo luận về vấn đề này với các đối tác của chúng tôi. Ông Barod cho biết trong chuyến thăm Kiev, một ngày trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Journal Dimanche. Quan chức phụ trách các vấn đề châu Âu tại Bộ Ngoại giao Pháp Benjamin Haddad cho hay Paris tin rằng việc gửi lời mời chính thức tới Ukraine gia nhập NATO nên là ưu tiên hàng đầu. Lời mời Kiev gia nhập NATO là điểm đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng 5 điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trong tuần qua. Ông đã trình bày kế hoạch này trước Quốc hội Ukraine cũng như thuyết phục các nước phương Tây thực hiện những bước đi mà ông vạch ra. Ukraine từ lâu đã có mong muốn được vào NATO, họ đưa mục tiêu này vào hiến pháp. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh NATO đến nay đều có chung quan điểm rằng Ukraine sẽ được kết nạp vào liên minh nhưng không phải trong tương lai gần khi chiến sự vẫn còn diễn ra và ukraine phải thực hiện thêm một số điều kiện khác ví dụ chống tham nhũng về phần mình bộ ngoại giao nga đã tuyên bố việc ukraine gia nhập nato trong điều kiện hiện tại sẽ chấm dứt khả năng giải quyết xung đột thông qua chính trị và ngoại giao bộ này cũng tin rằng điều này sẽ khiến sự tham gia trực tiếp của nato vào các hoạt động thù địch chống lại nga là điều không thể tránh khỏi và sẽ dẫn đến sự leo thang không kiểm soát được trách nhiệm về việc này sẽ hoàn toàn thuộc về những quốc gia phương tây tài trợ cho kiev